Xin giới thiệu cho các bạn dòng sản phẩm suýt của hãng H3C. Mã của nó là S6520X-26SC-SI. Đây là dòng suýt 24 cổng SSP và SSP cộng. Nó là dòng suýt layer 3. Đây là mã của sản phẩm. Dòng suýt này sẽ chạy hai nguồn. Đây là một nguồn default, còn nếu quý khách mà muốn mua thêm nguồn nữa thì có thể option là mình phải mua rời ngoài. Thì dòng suýt này chạy chip dual core với xung nhịp là 1.6 GHz. Flash của nó là 1 GB và RAM là 2 GB. Dòng suýt này có hỗ trợ tính năng layer 3, stacking lên tới 160 GB, capacity là 720 GB, forwarding là 536 MB. Dòng suýt này nó có hỗ trợ stacking lên 9 thiết bị với nhau. Đây là cổng điều khiển và cổng management console. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi.